Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau một tuần chúng ta lại có dịp được gặp nhau trong chương trình Sáng Tạo Việt. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay năng lượng điện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống dân sinh cũng như trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì công tác quản lý theo dõi điện còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, gây lãng phí và tốn nhiều công sức. Vì thế mà trong chương trình Sáng Tạo Việt hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị, đặc biệt là các cơ quan quản lý điện tại địa phương, những giải pháp công nghệ, những ý tưởng để giúp thực hiện công việc này một cách hiệu quả. Và ngay sau đây chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị hai đội chơi sẽ tham dự chương trình của chúng ta. Đội đầu tiên đó chính là các thành viên của đội HQI. Đội chơi thứ hai xin được giới thiệu đội Blue Bee. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu hai thành viên ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Phạm Hồng Quất, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ. Thành viên giám khảo thứ hai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Alumix Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với hai đội chơi. Xin mời đội HQI ạ. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Sáng Tạo Việt. Đội HQI chúng tôi tham gia chương trình gồm hai thành viên, tôi Nguyễn Thị Thu Quỳnh và anh Vũ Đình Luật. Chúng tôi đến từ khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham gia chương trình, chúng tôi mang đến phương châm giao lưu học hỏi và khám phá thật nhiều hơn nữa kho tàng kiến thức của nhân loại. Rất mong sự cổ vũ nhiệt tình của các quý vị khán giả dành cho hai đội cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Và tiếp theo xin mời đội Blue Bee ạ. Xin kính chào ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sáng Tạo Việt. Chúng tôi là đội Blue Bee đến từ Trường Đại học Điện lực. Đội chơi chúng tôi gồm hai thành viên, thứ nhất là tôi Đặng Thanh Nga và người bạn đồng hành cùng tôi Nguyễn Văn Khánh. Chúng tôi đến với chương trình với mục đích giao lưu, học hỏi, rất mong nhận được sự cổ vũ của quý vị khán giả cho hai đội chơi chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Chúng ta đã vừa được làm quen với hai đội chơi và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng với hai đội chơi. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần chơi đầu tiên, phần chơi mang tên Tuổi Trẻ Sáng Tạo. Trong ngành điện, công tác theo dõi, quản lý điện là một công việc nhiều khó khăn, đòi hỏi nhiều nhân lực và thời gian thực hiện. Đối với việc kiểm tra, theo dõi chỉ số công tơ điện, những người công nhân ngành điện luôn phải đối diện với những rủi ro về nghề nghiệp khi phải thường xuyên làm việc trên cao và tiếp xúc với nguồn điện nguy hiểm. Thực tế đã có rất nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra do công nhân phải mang vác thang khi đi xe máy hoặc bị trượt ngã thang khi leo lên cột điện để đọc chỉ số công tơ trong điều kiện thời tiết khác nhau, thậm chí là mùa mưa bão, khả năng dò điện, chập điện gây dập là rất cao. Điều đó không chỉ là trăn trở của riêng những người làm trong ngành điện, mà cũng là mối quan tâm của cả cộng đồng. Đã đến lúc ngành điện cần có những giải pháp cũng như công nghệ mới để hỗ trợ hiệu quả công việc này, nhằm tiết kiệm thời gian và nhân lực, đồng thời tránh những rủi ro tai nạn không đáng có cho người thợ điện. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ở phần chơi đầu tiên, phần chơi mang tên Tuổi Trẻ Sáng Tạo. Với phóng sự mở đầu chương trình ngày hôm nay thì quý vị cũng đã đoán được chủ đề chúng tôi dành đến với hai đội chơi là gì. Đó chính là giải pháp công nghệ mới giúp hỗ trợ hiệu quả công tác theo dõi quản lý điện tại địa phương. Với chủ đề này của chúng tôi đưa ra thì các đội chơi sẽ đóng góp những ý tưởng, đưa ra những giải pháp của mình để giải quyết vấn đề của chúng tôi một cách hiệu quả. Mỗi thành viên ban giám khảo sẽ dành đến cho các phần trình bày của mỗi đội chơi mức tiền thưởng tối đa là 1.500.000 đồng dựa trên 3 tiêu chí. Đó chính là tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tế. Các đội chơi sẽ có thời gian trình bày trong vòng 2 phút. Và bây giờ chúng tôi xin mời đội đầu tiên sẽ đưa ra những ý tưởng và giải pháp của mình. Đó chính là các bạn đội HQI. Xin mời ạ. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sáng Tạo Việt. Hôm nay đội chơi chúng tôi, đội HQI, xin trình bày giải pháp công nghệ về hệ thống quản lý số công tơ tự động. Ý tưởng của hệ thống là chúng tôi sẽ tích hợp một bộ đọc chỉ số vào công tơ điện. Bộ đọc chỉ số sẽ cho ra số công tơ sẽ được gửi về trung tâm thông qua bộ truyền dữ liệu. Công dụng của hệ thống thứ nhất là chúng ta sẽ tiết kiệm được nhân công, không phải đến từng nơi đặt công tơ để đọc chỉ số như hiện nay. Thứ hai là hệ thống được hoạt động một cách tự động, thế nên chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian và đồng thời độ chính xác sẽ cao hơn. Về chi tiết hệ thống gồm 3 bộ phận chính, bộ phận thứ nhất, bộ phận đọc chỉ số, bộ phận thứ hai, bộ truyền dữ liệu và thứ ba là trung tâm quản lý. Chi tiết bộ phận thứ nhất thì chúng tôi sẽ tích hợp vào bánh răng của bộ hiển thị số công tơ một bánh răng phụ. Bánh răng phụ có thêm sensor. Sensor sẽ hoạt động và đếm số công tơ khi bánh răng quay. Sensor sẽ truyền dữ liệu vào bộ phận thứ hai là bộ truyền dữ liệu.
Bộ truyền dữ liệu chúng tôi sẽ thiết kế một bộ điều khiển với chức năng chính là nhận chỉ số công tơ từ bộ đọc chỉ số và truyền vào trung tâm thông qua mạng Internet. Thứ ba, trung tâm quản lý gồm hệ thống máy tính quản lý, lưu trữ, theo dõi và xử lý dữ liệu. Từ đó chúng ta sẽ có dữ liệu một cách tự động mà không phải đến trực tiếp nơi đặt công tơ để ghi như hiện nay. Xin cảm ơn đoàn giám khảo và quý vị đã theo dõi phần trình bày của chúng tôi. Xin cảm ơn đội HQI. Và sau đây sẽ là 2 phút dành đến cho đội Bluebee. Xin mời các bạn. Kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Đội Bluebee xin trình bày ý tưởng về hệ thống quản lý điện thông minh. Như chúng ta đã biết, hàng tháng ta tốn rất nhiều nhân lực và thời gian cho việc quản lý và theo dõi điện ở các địa phương. Nhưng mà công việc chủ yếu là thủ công, cho nên là còn kém chính xác và có thể tồn tại nhiều tiêu cực. Đội đã đưa ra ý tưởng là sử dụng một công cụ giúp chụp ảnh công tơ, gồm một ống nhựa và một đầu có một camera quan sát. Người đi theo dõi điện sẽ sử dụng một điện thoại có cài đặt ứng dụng nhận ảnh từ camera, nhận dạng số tự động và hỗ trợ nhập số điện thoại. Sau khi người theo dõi điện lưu thì dữ liệu sẽ được chuyển thẳng lên server và chúng tôi sẽ thiết kế một trang web và một ứng dụng nền mobile để quản lý database này. Người dùng nếu mà đăng ký dịch vụ thì có thể sử dụng được các chức năng nâng cao như là kiểm tra số điện tiêu thụ và thanh toán tiền điện từ xa qua mạng, nhận thông báo cắt điện khi mà truy cập vào trang web hoặc là sử dụng đăng nhập vào hệ thống ứng dụng mobile. Ứng dụng bộc lộ rất nhiều ưu điểm như là tiết kiệm nhân công. Chúng ta không cần nhiều người đi theo dõi điện và nhiều người nhập liệu số điện nữa. Công cụ thực hiện rất là nhanh chóng và chính xác, giúp nâng cao hiệu suất công việc và còn có thêm một số dịch vụ giá trị gia tăng cho người dùng có thể lựa chọn. Xin cảm ơn ban giám khảo và quý vị khán giả đã lắng nghe. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa được lắng nghe phần trình bày. Đó chính là những giải pháp và ý tưởng riêng của mỗi đội chơi. Sau đây sẽ là những đánh giá và nhận xét của ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo. Cái ý tưởng của các bạn đội Bluebee chụp ảnh đúng không, chuyển dữ liệu. Còn đội HQI thì là đưa thêm một cái thiết bị vào để mà sensor đọc, chuyển trực tiếp cái số liệu từ cái công tơ thông qua mạng Internet về cho máy chủ và chuyển cho có thể người dùng và người quản lý. Các bạn đã nghiên cứu cái phương án các sản phẩm hiện có chưa? Cái giải pháp các bạn là xuất phát từ đâu? Kính thưa ban giám khảo, đội HQI chúng tôi dựa trên ý tưởng sử dụng những thiết bị sẵn có áp dụng để giải quyết bài toán về nhân công và thời gian thì hệ thống sẽ hoạt động tự động và giải quyết được vấn đề là chúng ta phải đi đến từng nơi đặt công tơ để ghi chỉ số như hiện nay ạ. Đấy là một cái mục tiêu chung, ai cũng đang muốn giải quyết vấn đề đó, nhưng mà giải quyết bằng cái phương pháp Internet thì theo bạn trội hơn ở cái phương pháp người ta dùng cái sóng của điện thoại di động để cho nào? Khi chúng ta sử dụng sóng điện thoại di động thì sẽ dễ dẫn đến hiện tượng là không ổn định hơn khi chúng ta dùng Internet. Internet thì nó là đường truyền thì có thể sẽ một phần là an toàn hơn so với khi sử dụng mạng di động. Nhưng mà cái đối tượng người tiêu dùng mà bạn cho rằng là cái giải pháp của bạn có thể hướng đến là những khu vực nào? Ban đầu thì ý tưởng là chúng ta sẽ có thể áp dụng cho những nơi tập trung, ví dụ như là khu chung cư thì chúng ta sẽ dễ dàng áp dụng hơn. Có thể là sau đó thì chúng ta sẽ tích hợp vào sóng điện thoại thì có thể phủ rộng lên các địa phương ạ. Còn cái giải pháp của các bạn trong đội Bluebee, bạn có thể làm rõ hơn là bạn làm thế nào để bạn chụp được không? Kính thưa ban giám khảo, đội chơi chúng tôi sẽ sử dụng một ống nhựa, một đầu có camera và người công nhân chỉ việc cầm ống nhựa đấy, soi camera đấy vào ô của công tơ điện thì sẽ chụp được số công tơ. Trong một số điều kiện thì chúng tôi có thể lắp thêm đèn pin. Chụp ảnh thì chúng tôi sẽ chọn tên của hộ dân trong điện thoại. Sau đó thì chúng tôi sẽ thiết lập cái thời gian chờ của camera và sau đó chúng tôi đưa lên. Thì còn 5 giây chúng tôi đưa lên, 5 giây sau thì camera sẽ chụp và giữ ảnh sẽ được chuyển thẳng vào ứng dụng. Trước hết là tôi thấy cả hai đội chơi đều có một cái xu hướng là tích hợp cái công nghệ Internet. Đây chắc chắn là cái xu hướng của tương lai. Và với cái công nghệ Internet hay là 3G hay là Wi-Fi thì rõ ràng cái đó sẽ làm cho công tác quản lý đối với ngành điện cũng như đối với người tiêu dùng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Thì đấy là đều là cái nền tảng mà các bạn đều hướng tới. Chỉ có một cái nhận xét nhỏ như thế này là đối với đội HQI, như các bạn nói là cái này nó chỉ phù hợp cái nhóm đối tượng nhất định, ví dụ như khu chung cư, những khu tập trung. Thì đây cũng là một cái điểm hết sức chúng ta cần lưu ý là mỗi một cái giải pháp khi đưa ra thì bao giờ chúng ta cũng dựa trên một cái thực trạng hiện nay.
thì tôi rất đồng tình với là gì, là những cái giải pháp rất khó để kiếm được cái giải pháp nào mà mức độ phổ cập rất cao với cái thực trạng như các bạn đã phân tích về tính đồng bộ của hệ thống công tơ điện hiện nay. Thế nên là bao giờ cái giải pháp của chúng ta cũng đều phải nhắm tới một cái nhóm đối tượng cụ thể, rồi từ đó chúng ta mới lan rộng ra. Thì tôi nghĩ đấy là một cái. Thứ hai nữa là bao giờ chúng ta cũng cần phải so sánh với những cái giải pháp hiện đã có. Thì chúng ta biết là gì, là ở các nước tiên tiến thì cái chuyện mà tích hợp công tơ số đã có rồi. Thế thì bây giờ chúng ta cần phải so sánh xem là với cái giải pháp của các bạn hiện nay thì cái chi phí để đưa cái sensor và đưa cái bộ đọc số nó có rẻ hơn và có khả thi hơn không. Đấy cũng là một trong những yếu tố mà chúng ta cần phải cân nhắc, tức là phải so sánh. Nếu mà nó lại đắt hơn so với một cái công tơ đã tích hợp số thì rõ ràng cái giải pháp và ý tưởng chúng ta sẽ ít có ý nghĩa hơn. Tôi cũng đánh giá rất là cao cái đội Bluebee, tức là gì, là các bạn ở đây cũng dùng cái công nghệ số, tức là chụp ảnh sau đó thì tích hợp dữ liệu. Cái này thì có vẻ như nó sẽ khả thi hơn ở giai đoạn hiện nay. Một cái máy điện thoại 200-300 nghìn tôi đã thấy đã có cái máy ảnh rồi, tức là về mặt khả thi có thể sử dụng những cái máy ảnh nhỏ để chụp là khả thi hơn. Bây giờ tôi thấy là gì, là các anh công nhân đi kiểm tra công tơ điện hàng tháng là cứ phải một người bắc thang và một người trèo lên ghi chép, thì cái giải pháp này có thể giảm thiểu đi một người. Tất nhiên ở đây cũng phải giải quyết rất nhiều những cái vấn đề, cũng lại là cái tính không đồng bộ của hệ thống công tơ đối với những cái công tơ mà lắp đặt ở những cái góc hoặc là ở những cái hộp, hoặc là như anh Quất đã nói bẩn, thì chúng ta cần phải nghiên cứu thêm để có cái giải pháp trong cái trường hợp đó. Cái điểm yếu của cái giải pháp của các bạn đó là gì, là xử lý ở đây lại dữ liệu ảnh, vì vậy lại phải mất một cái công đoạn để xử lý từ ảnh sang cái số, thì lúc đó chúng ta mới có thể có được cái dữ liệu. Thì cái đấy cũng lại là một cái câu chuyện mà các bạn cũng cần phải nghiên cứu thêm. Thay mặt ban giám khảo, chúng tôi xin công bố số điểm dành cho các đội như sau. Các bạn ở đội HQI về tính mới của giải pháp công nghệ, các bạn đạt 700 điểm. Về trình độ sáng tạo của giải pháp công nghệ, các bạn đạt 800 điểm. Về khả năng ứng dụng, hiện thực hóa ý tưởng và khả năng thương mại của giải pháp, các bạn được 800 điểm. Các bạn ở đội Bluebee về tính mới, các bạn được 800 điểm. Về trình độ sáng tạo, các bạn được 800 điểm. Nhưng về khả năng ứng dụng, hiện thực hóa ý tưởng và khả năng thương mại hóa, các bạn được 700 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn ban giám khảo. Chúng tôi xin chúc mừng cả hai đội chơi. Như vậy là mỗi đội đã có được những mức tiền thưởng đầu tiên trong quỹ của mình cụ thể như sau. Các bạn đội HQI, các bạn đang có là 2.300.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Hai thành viên của đội Bluebee, các bạn đang sở hữu số tiền trong quỹ của mình cũng là 2.300.000 đồng. Xin chúc mừng. Phần chơi đầu tiên sẽ khép lại tại đây, để chúng ta sẽ cùng đến với những cơ hội tiếp theo của chương trình nằm trong phần chơi thứ hai, phần chơi mang tên Đi tìm nhà sáng chế. Mang vác thang để đi đọc chỉ số công tơ, treo cao, đeo dây bảo hiểm, kiểm tra điện giò, ba người để làm một việc. Tất cả đã được thay thế bằng một dụng cụ nhỏ nhưng có võ của anh Hoàng Ngọc Hân. Xuất phát từ cái việc ghi công tơ của công nhân trên cột bằng thang là rất nhiều cái nguy cơ xảy ra mất an toàn, như là trượt thang, đổ thang, điện giò ra. Tôi đã nghĩ ra sản phẩm ghi công tơ trên cột bằng dụng cụ đọc chỉ số công tơ. Dụng cụ này có đặc điểm là gọn nhẹ, có thể đọc rõ ràng chỉ số công tơ ở độ cao đến 5m. Thời gian đọc ghi chỉ số công tơ có thể giảm được 30-50% thời gian ghi theo cách ghi công tơ bằng thang. Và sản phẩm này từ khi áp dụng vào thực tế đảm bảo an toàn cho người công nhân lao động, loại trừ hoàn toàn cái nguy cơ do sử dụng thang để ghi công tơ trên cột. Sản phẩm này có thể giúp cho khách hàng rất là tiện
khi theo dõi giám sát chỉ số công tơ của nhà mình cùng với thợ điện. Từ khi tôi thấy các anh thợ điện đi có cái thiết bị đo chỉ số công tơ như thế này, tôi thấy là rất là tiện lợi cho khách hàng chúng tôi muốn theo dõi và giám sát cái số điện nhà mình dùng, là chỉ cần đứng ở dưới cột cùng với các anh là nhìn lên là đọc được chỉ số. Tôi thấy cái thiết bị đo này là cái ứng dụng rất là cao, đảm bảo an toàn cho các anh thợ điện. Hiện nay cái sản phẩm của tôi đã được áp dụng rộng rãi trong địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể là 15 điện lực thuộc công ty điện lực Quảng Ninh. Trong thời gian tới, tôi cũng mong muốn sản phẩm của tôi được áp dụng trong phạm vi toàn quốc, góp phần vào giảm nguy cơ tai nạn lao động và tăng cái năng suất lao động. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần chơi thứ hai của chương trình Sáng tạo Việt, phần chơi mang tên Đi tìm nhà sáng chế. Thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu với khách mời tham gia với chúng ta ở phần chơi thứ hai ngày hôm nay. Đó chính là tác giả của giải pháp công nghệ thiết bị đọc chỉ số công tơ điện mà chúng tôi đã vừa giới thiệu tới quý vị trong phóng sự vừa rồi. Xin được giới thiệu anh Hoàng Ngọc Hân đến từ Quảng Ninh ạ. Xin kính chào quý vị khán giả xem truyền hình. Xin kính chào ban giám khảo. Xin chào hai đội chơi. Khi mà theo dõi phóng sự vừa rồi thì chúng tôi đã có thể hiểu được tác dụng của thiết bị này. Tuy nhiên thì có một thắc mắc là không hiểu thiết bị có cấu tạo thế nào ạ? Vâng, xin cảm ơn anh. Thiết bị đọc chỉ số công tơ điện có cấu tạo là rất đơn giản, gọn nhẹ. Thiết bị gồm 3 phần chính. Phần thứ nhất là sao điều chỉnh độ dài đèn để chiếu sáng. Và thiết bị thứ ba là kính lúp để phóng đại chỉ số công tơ điện và ống bảo vệ kính che ánh nắng mặt trời. Và các bộ phận phụ khác gồm có lau bụi. Và khi sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng thế nào ạ? Khi sử dụng thì là người công nhân đến vị trí ghi công tơ. Có thể công tơ đặt ở trên cột ngoài nhà, có thể treo trên tường, độ cao từ 2m đến 4,5m. Người công nhân đến và dễ dàng điều chỉnh sao theo độ cao của công tơ cao thấp để cho nó phù hợp. Và nhìn qua kính lúp phóng đại chỉ số công tơ và đọc để vào ghi chỉ số công tơ. Mình sẽ nhìn tại vị trí nào hả anh? Nhìn qua kính lúp. À vâng, là phía trong này đây đúng không ạ? Đây chính là kính lúp đúng không ạ? Và chúng ta chỉ việc đưa thiết bị vào đồng hồ công tơ đúng không ạ? Và chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ những con số hiển thị ở trên kính lúp như thế này. Và hiện nay thì theo như chúng tôi được biết, các công ty quản lý điện tại địa bàn Quảng Ninh đã ứng dụng cái giải pháp công nghệ này của anh rồi. Vậy thì trong tương lai, cái việc triển khai cũng như là nhân rộng cái thiết bị này ra các địa bàn khác, anh có dự định như thế nào? Trong tương lai thì tôi cũng rất muốn là triển khai cái thiết bị đọc chỉ số công tơ rộng rãi ra trên toàn quốc. Vì cái tính năng với cái cấu tạo đơn giản và dễ sử dụng, và cái hiệu quả của nó là tăng năng suất lao động, giảm được cái tai nạn lao động, nguy cơ lao động. Vâng, vậy thì anh còn gặp khó khăn gì không để chúng ta thực hiện điều này ạ? Trên một số các địa bàn trên toàn quốc thì có rất nhiều các bộ phận như ở vùng sâu vùng xa, cái việc lắp đặt công tơ không đúng theo cái quy định quy chuẩn kỹ thuật nên và các kết cấu của hộp công tơ không đồng bộ, nên là rất khó khăn trong cái việc mà triển khai đồng bộ một loạt trong toàn địa bàn toàn quốc. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Ngọc Hân. Và chắc là qua phần giao lưu vừa rồi thì hai đội chơi của chúng ta cũng đã hiểu hơn về giải pháp công nghệ, đó chính là thiết bị để đọc chỉ số công tơ điện của tác giả Hoàng Ngọc Hân. Nhiệm vụ của các bạn trong phần chơi thứ hai này là sau khi các bạn đã hiểu về giải pháp công nghệ của chúng tôi giới thiệu thì các bạn sẽ đưa ra những đóng góp của mình. Và đặc biệt chúng tôi luôn luôn chờ đợi đó là hãy kế thừa ý tưởng độc đáo này của tác giả Hoàng Ngọc Hân. Các bạn có thể phát triển lên thành một giải pháp công nghệ hoàn toàn mới của các bạn. Đó chính là nhiệm vụ đầu tiên. Sau khi các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta sẽ cùng đến với nhiệm vụ thứ hai. Đó là tác giả Hoàng Ngọc Hân sẽ thay chúng tôi đưa ra một câu hỏi thử thách dành đến cho hai đội chơi và nhiệm vụ của các bạn là trả lời thử thách đó. Mỗi thành viên giám khảo sẽ dành đến cho mỗi đội chơi mức tiền thưởng tối đa là 1.500.000 đồng và vẫn dựa trên 3 tiêu chí rất quan trọng, đó là tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tế. Các bạn sẽ có 1 phút rưỡi để trình bày và sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trả lời câu hỏi. Và ở phần chơi thứ hai này chúng tôi sẽ mời đội Bluebee các bạn sẽ trình bày trước ạ. Kính thưa ban giám khảo và tác giả Hoàng Ngọc Hân, đội Bluebee xin đóng góp cho tác giả một chút để cải tiến sản phẩm cho hoàn thiện hơn. Là như chúng ta thấy ở đây là
sử dụng nhôm đúng không ạ? Khi mà người thợ điện đi theo dõi thì có thể là mồ hôi hoặc là gì đó thì nó sẽ bị trơn trượt. Thì đội chúng tôi đóng góp là đoạn này sẽ được bọc một chất liệu gì đó để chống trơn trượt và có thể là cách điện luôn. Thứ hai là khi mà cái dụng cụ này được kéo dài ra thì nó theo đội thấy thì ở đây chưa có cái gì để chốt lại, nên là khi nào mà đang soi ở một độ cao rất cao thì nó lại có thể là bị sập xuống. Thì bây giờ đội đưa giải pháp, một là sử dụng hệ thống ren, hai là sử dụng một khoan một lỗ ở đây và mình sẽ có những cái chốt dự phòng mình mang đi, mình chỉ cần chốt lại phát thì nó sẽ không bị sập xuống nữa. Còn ý tưởng để đội phát triển và kế thừa sản phẩm là đội sẽ sử dụng nguyên lý kính tiềm vọng để phát triển. Đội sẽ sử dụng một ống kính ở đây, ống kính nhỏ nhỏ thôi, để soi thẳng vào hộp của công tơ. Sau đó thì truyền xuống đây. Ở dưới này thì chúng ta mới có một cái kính lúp. Thì chúng ta chỉ cần tập trung vào việc là soi cái thấu kính lên công tơ. Và sau đó thì chúng ta sẽ quan sát được số hiển thị ở ngay dưới này. Chúng ta không cần phải ngước lên trên kia nữa. Nó giải quyết được cả cái vấn đề là ở một số cái công tơ thì họ lắp ở những chỗ khó quan sát. Cái thiết bị cồng kềnh to như này thì chúng ta không thể ốp vào được để soi được. Hoặc là một số cái nó quá cao thì dẫn đến là cái góc nhìn của chúng ta nó khó. Bởi vì một số cái số thì nó không phải là ở cái mặt chính của nó mà nó có thể nó đang xoay ấy. Thì chúng ta rất khó nhìn ra. Nên là cái giải pháp này chúng ta có thể nhìn trực tiếp góc 90 độ vào cái công tơ thì chúng ta nhìn rõ hơn nhiều. Tôi xin hết ạ. Xin cảm ơn đội Bluebee và tiếp theo chúng tôi xin mời các bạn đội HQ. Kính thưa tác giả, kính thưa ban giám khảo, đội HQ xin đưa ra để cải tiến và hoàn thiện thiết bị hơn. Như chúng ta được biết, trong thời gian sử dụng thì rất dễ có thể dẫn đến va đập và có thể làm vỡ ống nhựa của thiết bị. Thì đội chúng tôi xin được phép là thay chất liệu là ống nhựa PVC bằng một chất liệu là ví dụ như là nhôm, sẽ tăng độ bền và sẽ giảm được va đập mạnh làm hỏng thiết bị. Thứ hai là khi chúng ta sử dụng với cái đồng hồ để trên rất cao thì khi chúng ta nhìn vào kính lúp thì rất dễ có thể bị lóa. Vậy đội chúng tôi xin được cải tiến là chế tạo cái ống này dài hơn thì nó sẽ sát người sử dụng hơn và chúng ta có thể quan sát dễ dàng hơn. Cải tiến thứ ba đó là với việc sử dụng đèn pin này, tại sao chúng ta không sử dụng ánh sáng tự nhiên ạ? Chúng ta có thể bỏ cái phần đèn pin này và thay bằng một khoảng trống để cho ánh sáng có thể lọt vào và chúng ta có thể quan sát mà không cần đến đèn ạ. Đội HQ xin hết ạ. Và thưa tác giả, vừa rồi chúng ta đã vừa được lắng nghe sự đóng góp ý kiến của hai đội dành đến cho giải pháp công nghệ của tác giả. Tác giả có suy nghĩ thế nào ạ? Xin có ý kiến với đóng góp của đội HQ. Nhất là ý kiến của bạn bỏ cái đèn đi. Qua thực tế, bản thân tôi cũng đã từng thực hiện hết rồi. Nhưng mà do cái thời tiết nó có lúc nó râm, có lúc nó nắng, nó không có thể, nó lúc nào nó cũng có đủ ánh sáng cả. Nên cái điều này thực hiện thì khả năng là không khả thi lắm. Thay cái ống nhựa PVC bằng cái vật liệu bằng nhôm ấy để chống va đập ấy thì thực tế là tại vì là các hộp công tơ của mình ý, do thời tiết nó ẩm ướt rất dễ các cái điện nó dò ra hộp thì bộ phận nhôm rất dễ là nhiễm điện và truyền xuống qua thanh nhôm, nên là rất là nguy hiểm cho người khi sử dụng. Đội Ruby sử dụng cái nguyên tắc theo kính tiềm vọng ấy thì rất là mỏi cổ cho người công nhân. Thứ nhất là phải xác định được vị trí đặt cái kính ấy vào, xong đó lại phải nhìn lên trong xác định thì nhìn từ cái dưới ở sát chân cột ấy nhìn lên rất khó nhìn, lại phải đi ra xa đoạn xong lại định vị vào cái vị trí hộp đấy, xong lại nhìn đây, xong lại nhìn lên trên thì thực ra rất là mỏi cổ. Đấy thì cái giải pháp này đã thực hiện rồi nhưng rất là mỏi mắt và mỏi cổ, rất là không khả thi cái kính tiềm vọng. Và bây giờ thì anh sẽ giúp chúng tôi làm thêm một công việc nữa, đó là anh sẽ đưa ra một câu hỏi thử thách dành cho hai đội chơi ạ. Cũng như là đội Louis đưa ra cái ý kiến là chống trượt khi mà thao tác quá trình sử dụng là nó bị trượt, thực tế hiện tượng này cũng xảy ra rất nhiều. Đấy thì cũng đưa luôn ra câu hỏi cho hai đội là cái biện pháp nào để có cơ cấu khác hãm linh hoạt hơn, nhiều cấp hơn so với cái cơ cấu cũ này thì rất là hay bị mòn nhanh. Đó là câu hỏi của tác giả dành đến với hai đội chơi. Sau đây chúng tôi xin mời các bạn đội HQ sẽ trả lời. Kính thưa nhà sáng chế, kính thưa ban giám khảo, đội chúng tôi xin đưa ra biện pháp khắc phục với hiện tượng trượt như vậy ạ.
chúng ta vẫn giữ cái kết cấu là rút như này, nhưng mà chúng ta tích hợp thêm gen ở trên đầu những điểm tiếp xúc ạ. Khi chúng ta sử dụng thì sẽ kéo ra và vặn gen thì cái hiện tượng trượt sẽ không xảy ra nữa, kết cấu nó cũng chắc hơn ạ. Đó, chúng tôi xin hết ạ. Và tiếp theo xin mời đội Bluebee. Kính thưa ban giám khảo và nhà sáng chế, như đội đã trình bày ở trước thì đội có đưa ra hai giải pháp là sử dụng gen và sử dụng chốt. Thì nếu mà sử dụng gen thì chúng ta sẽ sử dụng gen bên trong chứ không sử dụng cái gen bên ngoài, bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng đến các cái cấp khi mình rút ra thì nó sẽ không được nhiều cấp. Đội thiên về giải pháp sử dụng cái chốt, bởi vì là chúng ta chỉ cần khoan một lỗ nhỏ ở cái gen bên ngoài này, thì khi nào chúng ta muốn cố định độ cao chúng ta chỉ cần chốt nhẹ phát là nó sẽ chặn lại, không bị tuột ra nữa. Cái giải pháp này thì nó đơn giản hơn và không cần phải hệ thống gen phức tạp. Thì các tác giả chỉ cần khoan vào và chốt lại xong. Đội xin hết ạ. Xin cảm ơn bạn. Hai phần trả lời vừa rồi của hai đội chơi, tác giả thấy sao ạ? Đội thứ nhất là đội Ruby, tôi có ý kiến này. Như theo cái yêu cầu của câu hỏi là phải linh hoạt và vô cốc, dễ dàng sử dụng. Nên là những lúc mà các chốt khoan là rất là phức tạp. Còn đội HQ thì sử dụng gen ấy, thì thực ra là trên một cái trạm biến áp mà có khoảng 400-500 hộ đấy, thì cứ vặn gen đi vặn đi lại này thì gen rất nhanh hỏng. Thế nên cái này thực tế là cái tính khả thi áp dụng thì cũng khó. Xin được cảm ơn tác giả Hoàng Ngọc Hân đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và giới thiệu với chúng tôi, cũng như là giới thiệu với quý vị khán giả về giải pháp công nghệ thiết bị đọc chỉ số công tơ điện. Chúng tôi hy vọng là một dịp gần nhất thì chúng tôi sẽ tiếp tục được gặp lại tác giả và chúng ta sẽ cùng xem là cái sản phẩm này của tác giả tiếp tục được cải tiến như thế nào trong thực tế. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thưa quý vị, và sau đây chúng ta sẽ cùng hướng tập trung tới hai thành viên ban giám khảo để nghe họ đánh giá và nhận xét về phần trình bày cũng như là phần trả lời của hai đội chơi vừa rồi. Xin mời ban giám khảo. Chúng tôi thấy được là các bạn ở đội Ruby do cái giải pháp này cũng khá gần gũi với lại cái ý tưởng của các bạn. Thành ra là các bạn cũng góp ý và phát triển một số cái ý tưởng mà bản thân tác giả cũng đánh giá cao. Ví dụ như là các bạn đưa thêm cái thiết bị để nó chống trơn trượt, rồi chống có bị nhiễm điện, là cách điện. Hai nữa là đưa ra cái giải pháp để cái xào á, khi mà rút ra cái lực để mà chốt lại là bằng cái lực vặn. Thế mà dùng nhiều lần thì nó sẽ bị nhão và có thể nó sẽ bị sập. Và các bạn đưa ra cái giải pháp cũng được tác giả ghi nhận. Tôi cũng đánh giá cao những ý tưởng của các bạn, nhưng theo tôi các bạn cũng có thể nghiên cứu để kết hợp với cái ý tưởng các bạn là đưa cái camera để chụp hình sau khi đã được phóng to cái chỉ số này, sẽ tiết kiệm thêm được cái người mà đứng bên cạnh để ghi cái chỉ số nữa. Để chúng ta về chúng ta nhập vào máy tính thì chúng ta xử lý bằng máy tính một cách tổng thể, tiết kiệm được rất nhiều công sức. Các bạn ở đội HQ cũng có sáng kiến tương tự như vậy, đặc biệt là trong việc cải tiến cái cần để mà làm nó bền hơn. Các bạn cũng có những cái ý tưởng là tận dụng những cái ánh sáng thiên nhiên nữa, có thể là đồng thời vừa có đèn nhưng lại đưa thêm một vài cái khoảng sáng nữa. Thì trong một cái số cái trường hợp nhất định thì ánh sáng tự nhiên nó có thể giúp cho việc tiết kiệm cái điện. Cái này cũng là một cái giải pháp các bạn có thể nghiên cứu. Tuy nhiên là các bạn chưa link được cái này với lại cái giải pháp của các bạn. Các bạn đang dùng cái lợi thế về Internet nên cái giải pháp này thì nó mang tính cơ khí nhiều hơn là vấn đề về chuyển dẫn tự động. Chúng tôi cũng đánh giá là các bạn đã có cái nghiên cứu thực tiễn để mong muốn cải tạo, nhưng cần phải tiếp tục thử nghiệm nhiều hơn. Rõ ràng đây là một cái sản phẩm mà tác giả đã đi thực tế và triển khai tại thực nghiệm, vì nó rất gần gũi và nó thể hiện cái tính thực tế rất là cao. Thì cái mà chúng tôi kỳ vọng của các bạn ấy, chính là những cái xu hướng mà các cái giải pháp các bạn tích hợp với công nghệ để giảm thiểu cái nhân sự. Vì nếu như chúng ta xem cái phóng sự, chúng ta thấy là gì, là nếu như vác thang thì ít nhất phải là 2 người, cũng có cái hình ảnh là lên đến 3 người. Thì cái giải pháp này là chỉ tránh được giảm được cái thang thôi, nhưng vẫn có cần đến 2 người. Vậy có cách nào mà áp dụng cái kỹ thuật số của thời đại Internet mà chúng ta có thể giảm thiểu? Thì tôi nghĩ là cái đấy cũng là cái mà hướng để cho các bạn có thể đưa ra những cái sáng kiến cải tiến cái sản
phẩm này hơn. Đặc biệt là có thể có những cái tình huống chúng ta không phải chỗ nào cũng có internet 3G, thì một cái điện thoại thông thường thôi kết hợp hay một cái camera kiểu gì đó với một cái chi phí hợp lý mà gắn được ở đây để chúng ta dùng luôn cái dữ liệu số, thì đấy sẽ là cái giải pháp mà sẽ giảm thiểu cái nhân lực, đỡ phải một người đi để ghi chép. Hai nữa là cái dữ liệu số về thì cái việc mà xử lý ở trung tâm cũng sẽ tiết kiệm hơn về mặt nhân lực. Thì chúng tôi nghĩ là với cái việc cải tiến như thế nó sẽ có cái tính thiết thực và phù hợp với cái xu hướng trong thời gian tới hơn là một số những cái giải pháp mà các bạn chỉ thuần túy là cơ khí nhỏ, đúng không ạ? Về số điểm thì chúng tôi cũng đã trao đổi trong ban giám khảo và cũng xin thay mặt ban giám khảo xin công bố điểm cho đội Bluebee về tính kế thừa và phát triển. Các bạn được 1.200 điểm. Đội HQI được 1.000 điểm. Về trả lời thách thức của tác giả, đội Bluebee các bạn cũng được 1.200 điểm và đội HQI thì cũng được 1.000 điểm. Như vậy tổng số điểm của đội HQI là 2.000 điểm và đội Bluebee là 2.400 điểm. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ban giám khảo và chúng tôi cũng chúc mừng cả hai đội chơi với những câu trả lời và phần trình bày vừa rồi của hai đội. Thì mỗi đội đã giành thêm được những mức tiền thưởng như sau. Các bạn đội HQI các bạn có thêm 2 triệu đồng, nâng tổng số tiền đang có trong quỹ của các bạn lên con số đó là 4.300.000 đồng. Xin chúc mừng. Đội Bluebee các bạn vừa có thêm 2.400.000 đồng và hiện nay các bạn đang tạm thời dẫn đầu với số tiền thưởng trong quỹ 4.700.000. Xin chúc mừng các bạn. Chúng tôi xin được cảm ơn hai thành viên ban giám khảo, tiến sĩ Phạm Hồng Quất và ông Nguyễn Chí Thanh đã đồng hành cùng với chúng tôi ở hai phần chơi đầu tiên trong chương trình hôm nay. Xin được cảm ơn ạ. Quý vị thân mến, và sau đây sẽ là phần chơi tiếp theo của chương trình, phần chơi mang tên Lựa chọn thông minh. Các vết thương ngoài da, đặc biệt là những vết thương do bỏng, đã và đang thường xuyên xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, gây đau đớn và ảnh hưởng không nhỏ cho con người. Nếu không được cấp cứu, chữa trị kịp thời, đúng cách, các vết thương này có thể dẫn tới các biến chứng nguy hại về sau. Với chủ đề giải pháp công nghệ mới giúp hỗ trợ hiệu quả công tác chữa bỏng và các bệnh ngoài da bằng các dược liệu từ cây thuốc nam, chương trình Sáng tạo Việt số 25 tuần tới sẽ giới thiệu đến quý vị bài thuốc chữa bỏng mỡ sinh cơ của tác giả Đào Việt Hoàn đến từ Thái Bình, cùng những ý tưởng sáng tạo của hai đội chơi là đội BKMT đến từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và đội THC đến từ Viện Dược liệu. Mời quý vị và các bạn đón xem Sáng tạo Việt đánh thức tiềm năng. Xin mời quý vị và các bạn đến với phần chơi thứ ba của chương trình, phần chơi mang tên Lựa chọn thông minh. Quý vị thân mến, trong phần chơi này chúng tôi sẽ có hai câu hỏi dưới dạng câu hỏi lựa chọn dành đến cho các đội chơi của chúng ta. Nhiệm vụ của các bạn là lựa chọn một trong ba phương án của chúng tôi đưa ra. Đội nào đưa ra câu trả lời trước và trả lời chính xác, đội đó sẽ có được 500.000 đồng. Đội đưa ra sau nếu trả lời chính xác sẽ chỉ có được 300.000 đồng thôi. Vì thế xin được nhắc lại là việc đưa ra câu trả lời sớm là rất quan trọng để các bạn có được mức tiền thưởng tối đa cho mỗi cơ hội. Và trước khi chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên để giúp hai đội chơi cũng như quý vị khán giả hiểu hơn nội dung của câu hỏi, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phim tình huống đầu tiên. Dạ vâng ạ, em sẽ làm ngay ạ, em cảm ơn chị nhé. Không có gì, về làm đi. Dạ. Này chị, có phải anh Đạt anh hẹn chị ra đây để nói về cái vấn đề xin cấp vốn nghiên cứu cho cái dự án của anh ấy không? Đúng rồi, Đạt vừa trình bày dự án nghiên cứu về thiết bị lọc bụi tĩnh điện thế hệ mới cho xưởng may của công ty chúng ta đấy. Thế chị đã đồng ý chưa? Chị chưa, chị mới bảo cậu ta về làm chi tiết dự án. Nếu được, công ty sẽ cấp kinh phí từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ để đầu tư cho dự án mới này. Theo em nghĩ là không thể được. Sao lại không được? Nếu dự án mới này mà thành công sẽ rất có lợi cho công ty. Mà theo chị nghĩ, nếu công ty có cung cấp vốn đầu tư ấy, thì cũng nằm trong hoạt động phát triển khoa học và công nghệ của công ty mình cơ mà. Nhưng vấn đề là như này này, cái quỹ phát triển khoa học và công nghệ ấy là được trích lập từ nguồn thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo em biết thì cái quỹ này là để hỗ trợ cho việc phát triển khoa học và công nghệ. Còn cái việc để cấp vốn cho một đề tài, một dự án mới là không thể được. Thế à? Chuyện này chị chưa biết. Nhưng theo chị nghĩ, tất cả các hoạt động về khoa học và công nghệ của công ty mình đều lấy từ nguồn từ quỹ này cơ mà. Vâng, tất nhiên rồi. Nhưng quy định của nó rất là khắt khe. Nên em muốn chị phải tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định. Thôi được rồi,
Em và cậu Đạt về tìm hiểu kỹ lại đi. Đằng nào lần tới khi cậu Đạt trình bày thì chị mới ra quyết định cuối cùng. Vâng. Nội dung của phim Tình huống vừa rồi cũng chính là nội dung câu hỏi chúng tôi dành đến với hai đội chơi. Và câu hỏi như sau: doanh nghiệp Hiệp Hòa thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ từ nguồn trích lập thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo quy định, doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn quỹ trên cho hoạt động nào sau đây? A. Cấp kinh phí để thực hiện các đề tài dự án khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. B. Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Và C. Tất cả các hoạt động trên. Hai đội đều lựa chọn chung phương án C. Tuy nhiên đội HQI đã đưa ra phương án trả lời trước. Và đáp án của chúng tôi đó chính là phương án C. Xin chúc mừng cả hai đội chơi. Thưa quý vị và các bạn, tại điều 5 thông tư 15/2011 TT-BTC hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp quy định: việc sử dụng nguồn vốn của quỹ phát triển khoa học công nghệ từ nguồn trích lập thu nhập tính thuế phục vụ cho mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thứ nhất, cấp kinh phí để thực hiện các đề tài dự án khoa học và công nghệ của doanh nghiệp tại Việt Nam. Thứ hai, hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp tại Việt Nam. Như vậy, phương án chính xác của chúng ta rõ ràng là phương án C, tức là tất cả các hoạt động trên, tức là cả A lẫn B. Một lần nữa xin được chúc mừng cả hai đội chơi. Với câu trả lời chính xác vừa rồi, các bạn đội HQI đã có thêm 500 bàn đồng và hiện nay các bạn đang sở hữu số tiền thưởng trong quỹ của mình, đó chính là 4.800.000. Xin chúc mừng các bạn. Còn các thành viên của đội Bluebee, các bạn vừa có thêm 300.000 và hiện nay các bạn đang sở hữu 5 triệu đồng trong quỹ. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, mức chênh lệch tiền thưởng trong quỹ của hai đội chơi là không nhiều. Đội nào sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình để có mặt trong vòng chơi đặc biệt? Tất cả phụ thuộc rất nhiều vào câu trả lời của các bạn cho câu hỏi số 2 của chúng tôi. Và sau đây sẽ là phim tình huống tiếp theo của chương trình. Em chào anh ạ. Úi trời, không báo chí gì cả. Dạ không, em ạ. Úi giời ơi, là cậu à? Úi giời ơi, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Có cái việc gì thì chúng ta trao đổi bàn bạc ở công ty thôi. Dạ. Kéo nhau đến quán cà phê làm cái gì? Sếp nhìn thấy lại tưởng tôi với cậu đến đây chia chác hoa hồng hoa sen thì. Úi giời ơi, dạ. Cậu chả có vào gì cả, nói bao nhiêu lần rồi. Dạ, báo cáo với anh. Dạ, báo cáo với anh. Ở công ty bàn chuyện là tai vách mạch rừng. Người ta nghe không hay, em muốn ra đây trình anh ạ. Dự án xử lý khí thải lò công nghiệp à? Tôi nghe nói là cái dự án này sếp nói là công ty đang thực hiện rồi cơ mà. Thế bây giờ ý cậu là thế nào? Dạ, ý của em là em xin anh cấp thêm vốn cho em để em nghiên cứu và hoàn thiện cái dự án này. Cái dự án này đã xin được tài chính từ trên bộ rồi. Dạ, cũng biết là xin được từ trên bộ rồi. Thế nhưng mà kinh phí ở trên đấy cấp xuống là eo hẹp lắm. Mà bây giờ mình lại kêu gọi vốn của xã hội hóa ấy, thì nhiều thủ tục, nhiều khê lắm anh ạ. Cậu cũng đã biết là hiện nay cái vấn đề tài chính của công ty đang rất khó khăn. Dạ. Thế bây giờ theo ý cậu, ta phải cắt giảm chi phí ở khoản nào để bù đắp cho cái chương trình này? Dạ, thì chính là cái quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ đấy anh. Quỹ... Dạ thưa anh, em thấy cái quỹ này của chúng ta đã thành lập từ rất lâu rồi. Thế nếu bây giờ mình không giải ngân, mình không tiêu hết 70% của cái quỹ đấy ấy, thì mình cũng phải hoàn trả lại cho nhà nước. Như thế thì làm sao mà em có được tí bỉm sữa cho con, có đồng gạo sấu. Anh chỉ lấy đâu ra tiền chứ, cho chị thứ hai anh. Ý kiến của cậu rất hay. Dạ, vâng. Duyệt. Dạ, vâng. Chiều nay làm đề án chỉnh để ký ngay. Luôn. Dạ, vâng. Em chỉ phát về, em chỉ công ơn. Dạ, vâng. Em chào anh ạ. Úi giời, đã bảo vào cửa trước ra cửa. À, dạ, em ạ. Ôi, ở đâu ra thế này? À, dạ, em tình cờ đi ngang qua em ạ. À, tình cờ ngồi. Dạ, em cảm ơn anh ạ. À, dạ, thưa anh ạ. Em thì cũng hơi hòm hớp một tí ạ. Thế nhưng mà em nghe câu chuyện của cậu Hoàng cậu vừa trình bày với anh, em bức xúc vô cùng ạ. Dạ, em rất lo cho anh và công ty của mình ạ. Thế thì ngang qua mà cũng đã nghe thấy hết ạ? À, vâng, em nghe thấy được cái gì cần nghe rồi ạ? Cần nghe những cái gì, nói những cái cần nghe xem nào. Dạ thưa anh, cái vấn đề mà quỹ phát triển khoa học và công nghệ của công ty cậu vừa trình bày với anh, em thấy không ổn tí nào ạ. Không ổn à? Không ổn Thì theo cô như thế nào thì là ổn nhỉ? Dạ thưa anh ạ, theo em được biết thì quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp ấy thì không được sử dụng với cái mục đích là bổ sung và đầu tư từ những cái dự án khoa học và công nghệ đã được đầu tư bởi một cái nguồn vốn khác. Mà nếu mình cứ cố tình mình làm thì mình sẽ phải nộp lại cho ngân sách nhà nước về cái phần thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên cái phần thu nhập mà mình đã sử dụng vào những cái mục đích nó không phù hợp ạ. À thế à? Tốt, tôi duyệt ý kiến của cô và chiều nay về sẽ họp bàn với Hoàng để giải quyết vấn đề. Vâng, dạ chuẩn ạ. Dạ. Nhớ nhá.
Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi thứ hai của chương trình. Theo quy định, trong thời hạn 5 năm kể từ năm kế tiếp trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, nếu quỹ được sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây? A. Nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã sử dụng không đúng mục đích. B. Nộp ngân sách nhà nước phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã sử dụng không đúng mục đích. Và C. Là cả hai nghĩa vụ trên. Một lần nữa hai đội chơi lại có chung sự lựa chọn, đó chính là phương án C. Các bạn đội Bluebee đã đưa ra câu trả lời trước. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi số 2 này không phải là A, không phải là B mà là C. Xin chúc mừng cả hai đội chơi đã có câu trả lời chính xác. Thưa quý vị và các bạn, tại điều 5 thông tư 15/2011/TT-BTC hướng dẫn thành lập tổ chức hoạt động quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp có quy định. Trong thời hạn 5 năm kể từ năm kế tiếp năm trích lập, nếu quỹ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó. Như vậy phương án C là phương án chính xác của chúng ta. Và một lần nữa xin chúc mừng cả hai đội chơi và đặc biệt xin chúc mừng đội Bluebee, các bạn đã có thêm 500.000 đồng cho cơ hội vừa rồi và hiện nay các bạn đang sở hữu số tiền trong quỹ của mình. Đó chính là 5.500.000, xin chúc mừng. Còn đội HQI các bạn vừa có thêm 300.000, nâng tổng số tiền đang có trong quỹ của các bạn lên con số là 5.100.000 đồng, xin chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, cho tới lúc này đây thì chúng ta cũng đã biết được đội nào sẽ tiếp tục đồng hành với chúng tôi để đến với vòng chơi đặc biệt của Sáng Tạo Việt tuần này. Đó chính là hai thành viên của đội Bluebee với mức tiền thưởng cao nhất sau 3 vòng chơi, đó chính là 5.500.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thử thách cũng là những cơ hội tiếp theo của chúng tôi dành đến cho hai thành viên của đội Bluebee trong vòng chơi đặc biệt. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng chơi đặc biệt của chương trình Sáng Tạo Việt. Thưa quý vị, phần chơi đặc biệt ngày hôm nay của chúng tôi dành đến cho hai thành viên của đội Bluebee là những thành viên đã có mức điểm thưởng tương ứng với số tiền thưởng cao nhất sau 3 phần chơi trước, đó là 5.500.000 đồng. Và chúng tôi thật sự rất hy vọng rằng là các bạn ngày hôm nay khi chia tay chúng tôi ra về sẽ không chỉ với số tiền thưởng các bạn đang có là 5.500.000 đồng mà các bạn còn có thêm một phần quà nữa giá trị, đó chính là một chiếc đồ họa thương hiệu Sumigura với công nghệ tiên tiến của Nhật Bản và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Chúc các bạn may mắn. Nhiệm vụ của đội Bluebee trong vòng đặc biệt này là các bạn sẽ trả lời 5 câu hỏi dưới dạng lựa chọn của chúng tôi trong vòng 60 giây. Xin nhắc lại là chỉ 60 giây mà thôi. Và cũng trong số thời gian này các bạn sẽ có tối đa 2 lần trả lời cho một câu hỏi. Chúc các bạn thành công. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với 5 câu hỏi. 60 giây bắt đầu. Câu 1. Đường dây tải điện 500kV Bắc Nam được chính thức đưa vào vận hành vào năm nào? A. Năm 1984, B. Năm 1994, C. Năm 2004. B ạ. Chính xác. Câu 2. Đường dây tải điện 500kV Bắc Nam là công trình thế kỷ và là dấu ấn trong sự nghiệp của vị lãnh đạo nào? A. Đồng chí Phạm Văn Đồng, B. Đồng chí Võ Văn Kiệt, C. Đồng chí Phan Văn Khải. B ạ. Chính xác. Câu 3. Đường dây tải điện 500kV Bắc Nam xuất phát từ Hòa Bình và kéo dài đến tỉnh, thành phố nào? A. Nghệ An, B. Đà Nẵng, C. Thành phố Hồ Chí Minh. C ạ. Chính xác. Câu 4. Đường dây truyền tải điện 500kV gồm có 3.437 cột điện tháp sắt đi qua bao nhiêu tỉnh? A. 4 tỉnh, B. 14 tỉnh, C. 24 tỉnh. B ạ. Chính xác. Câu 5. Tổng chiều dài của đường dây tải điện 500kV Bắc Nam là bao nhiêu? A. 1.487 km, B. 2.487 km, C. 3.487 km. A. Bạn chọn A. Chính xác. Chúng ta hãy nói là chúc mừng tới hai thành viên của đội Bluebee. Tôi thấy là khi mà tôi công bố đáp án của câu hỏi số 5, tức là câu hỏi cuối cùng, thì hai bạn vẫn chưa kịp vui mừng ngay đúng không ạ? Bởi vì chúng ta không thể nào tưởng tượng là đã chính xác. Trước đó tôi thấy là hai bạn vẫn còn đang tranh luận. Bạn nữ thì cho rằng là phương án C, còn bạn nam thì cho là phương án A. Và may là người cầm mic là bạn nam. Chứ nếu mà người cầm mic là bạn nữ thì chúng ta lại quay trở lại lời trả lời thứ hai đúng không ạ? Và phương án A là đáp án của chương trình. Và một lần nữa thì xin chúc mừng cả hai bạn. Như vậy là chiếc điều hòa thương hiệu Sumigura ngày hôm nay của chúng tôi sẽ thuộc về đội Bluebee. Xin chúc mừng. Thưa quý vị và các bạn, đường dây 500kV Bắc Nam mạch 1 là công trình đường dây truyền tải điện năng siêu cao áp 500kV đầu tiên tại Việt Nam, được đưa vào vận hành vào năm 1994.
có tổng chiều dài là 1.487 km, gồm có 3.437 cột điện tháp sắt đi qua 14 tỉnh thành, kéo dài từ Hòa Bình đến Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giải quyết cơ bản tình trạng thiếu điện ở miền Trung và miền Nam lúc bấy giờ và góp phần to lớn cho phát triển kinh tế của đất nước. Một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng hai thành viên của đội Bluebee và như vậy các bạn đã trở thành chủ nhân của chiếc điều hòa thương hiệu Simigra ngày hôm nay. Rất tuyệt vời, chúc mừng các bạn. Thưa quý vị và các bạn, lao động chính là một trong những khởi nguồn cho những sáng tạo. Và trên thực tế, một cải tiến hay là một sáng kiến nhỏ cũng có thể mang lại những lợi ích kinh tế lớn. Và muốn phát triển thì chúng ta hãy tích cực lao động và luôn luôn sáng tạo. Chương trình Sáng tạo Việt của chúng tôi ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.